Từ nó tiếng nhau mà mình cháy qua cái nào mình cẩn thận đưa ra kìa. Chứ vô trong mình chín hoài. Nó không chín hết. Hết. Rồi miếng con gà nữa. Có nhỉ. Ừ. Ê, nếu mà nó chín hết rồi. Biết rớt mày biết sao rồi đó. Châu. Đây. Đi nè. Đi. Đó là chui mày sao? Đấy, sao lọt rồi rửa hết rồi.